Đến thời điểm hiện tại, khó có thể xác định cụm từ dậy sớm để thành công xuất phát từ đâu và từ lúc nào. Nhiều bạn trẻ lấy cụm từ dậy sớm để thành công để làm động lực phát triển bản thân cho mình khi thực hiện một công việc nào đó. Mặt khác, những thông tin về dậy sớm còn có lợi hơn về mặt sức khỏe cho mọi người. Ý câu này thì cũng khá là đúng. Dậy sớm thì lập luyện được sức khỏe, đạt được nhiều việc tốt hơn. Còn không ai ngủ quá giờ trưa thì chắc không thành công được đâu. Trung bình, giấc ngủ đủ mỗi đêm của người trưởng thành từ 6 giờ đến 8 giờ. Tuy vậy, có người thì ngủ quá ít, có người thì lại ngủ quá nhiều. Điều đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều đối với công việc và cuộc sống của họ. Thực tế cho thấy, người thức khuya nhiều thường làm việc kém hiệu quả hơn người đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Với trẻ thì hiện tại bây giờ thì thường có cái lối sống là u lì hơn á, hay thức về khuya và dậy trễ. Nhưng mà cái thời gian làm việc hiệu quả nhất là về buổi sáng. Dậy buổi sáng thì mình có thể làm nhiều việc hơn, có thể nắm bắt được nhiều thứ hơn và từ đó là công việc mình nó diễn ra suôn sẻ hơn một xíu, mình học được thêm nhiều cái. Nếu như thức khuya từng là xu hướng của nhiều người trẻ thì hiện nay nhiều bạn đã tập làm quen với thói quen dậy sớm. Với nhiều người, dậy sớm không hẳn là để thành công. Đơn giản, chỉ là dậy sớm để rèn luyện được thói quen tốt, cũng như sắp xếp thời gian một cách hợp lý và có một sức khỏe tốt hơn. Chúng ta dậy sớm bắt đầu một ngày mới thì với cảm giác của riêng mình sẽ cảm thấy nó được, tinh thần nó được sảng khoái, minh mẫn và có thể nó lại ít buồn ngủ hơn so với chúng ta dậy trễ. Vì dậy trễ thì mình thấy đôi khi chúng ta ngủ có cảm giác là ngủ nhiều, ngủ cho khỏe, nhưng mà thực sự khi thức dậy thì nó lại con người khá là quải quải và mệt mỏi so với khi chúng ta thức dậy sớm thì chúng ta cảm thấy minh mẫn và sảng khoái hơn. Đúng. Thì mình dậy sớm thì mình sẽ có nhiều thời gian làm cho một ngày hơn, mình sẽ biết được. Nhiều lúc dậy sớm thì tự nhiên trong một ngày đó mình sẽ suy nghĩ ra, list ra được các việc mình sẽ làm trong ngày. Có khi nó sẽ cho mình nhiều ý tưởng phục vụ cho công việc, học tập mình gì đó. Mình nghĩ ở đây thì việc dậy sớm nó cũng chỉ là để phím chỉ cho cái thói quen giờ giấc của chúng ta vậy thôi. Nếu chúng ta cũng không nhất thiết là phải dậy sớm hay muộn, nó không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là chúng ta biết sắp xếp thời gian việc làm của mình cho hợp lý. Chúng ta sắp xếp được thời gian nào chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta sắp xếp được thời gian nào chúng ta học tập, làm việc hợp lý nhất thì chúng ta sẽ đạt được mục đích và thành công. Dậy sớm để thành công được xem như một phương châm sống cũng như một xu hướng mới của các bạn trẻ hiện đại. Theo các chuyên gia, dậy sớm không phải là yếu tố quyết định thành bại của mỗi người, nhưng ít nhất nó giúp cho chúng ta hoạch định được quỹ thời gian để thực hiện các mục tiêu của mình. Tôi cho rằng việc mà các bạn thức khuya hay các bạn dậy sớm nó không quyết định hoàn toàn vào cái việc là các bạn thành công hay không. Mà để thành công trong cuộc sống hay bất kỳ một cái công việc nào đó nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên tôi xin dẫn chứng ra là những cái yếu tố xuất phát từ nội tại chính bản thân của mình. Để thành công, đòi hỏi các bạn phải có một trình độ chuyên môn, một kiến thức văn hóa nhất định về một cái lĩnh vực mà chúng ta đang theo đuổi. Bên cạnh đó thì có hàng loạt các yếu tố từ phía bên ngoài, như là yếu tố về ngoại cảnh, về nền kinh tế, thị trường, xã hội luôn vận động và phát triển thì nó có ảnh hưởng đến cái công việc của chúng ta hay không. Việc dậy sớm cũng có một cái lợi điểm nhất định của nó, nhưng không vì thế mà nên cho rằng dậy sớm để thành công. Nó nằm ở sự cố gắng từng ngày để vươn lên trong công việc cũng như ý chí của các bạn trẻ như hiện nay. Các bạn phải biết mình đang ở đâu và cái công việc của mình là có thích hợp với cái việc dậy sớm hay không. Và như chúng ta được biết, tùy vào tính chất, tùy vào cái công việc mà chúng ta có thể lựa chọn là việc dậy sớm hay thức khuya, miễn làm sao cái khoảng thời gian đó mà chúng ta có thể giải quyết tốt nhất cái công việc của mình. Dậy sớm giúp rèn luyện thói quen làm việc tập trung, cải thiện năng suất làm việc, giúp có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác. Cuộc sống từ đó cũng được cải thiện rõ rệt. Chính vì thế, xu hướng dậy sớm ngày càng được nhiều sự đồng tình của giới trẻ như hiện nay.